chơi với mọi người vui quá à. Làm em nhớ hè vừa rồi á, chúng ta có một chuyến đi xuyên Lâm Sơn Vũng Tàu. Không biết mọi người còn nhớ không ta? Là như thế này đi. Hôm nay đánh dấu sự quay lại của Beasteam với chủ đề Adventures of the Sea. 40 trẻ sinh nhí đã tránh xa những thiết bị điện tử. Thay vào đó, con có thể rèn luyện tính tự lập và phát triển kỹ năng mềm giúp con khơi trải nghiệm kiến tương lai. Tiếp đến là giữa cảnh sắc tuyệt đẹp của Đà Lạt, chương trình Beasteam Startup tuổi 13 đã tạo cơ hội để các con gặp gỡ các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Hơn nữa, những nhà khởi nghiệp nhí đã được khám phá nền kinh tế địa phương và cùng nhau xây dựng kế hoạch khởi nghiệp trong tương lai. Và cũng trong mùa hè vừa qua, chương trình Beasteam Cánh Diều đã mang đến cho các bạn nhỏ những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp. Hình ảnh các con nô đùa trong nắng và thả diều trên bãi cỏ xanh đã làm cho Moon News tràn ngập những tiếng cười rực rỡ. Thứ nhất là các bạn nhỏ càng ngày càng xa rời với môi trường thiên nhiên và điều này đã lại làm gây mất cân bằng trong tâm lý. Cái thứ hai là việc mà các bạn ấy phải học rất là nhiều kiến thức để trang bị những cái kiến thức cho các kỳ thi đã khiến cho học sinh thiếu những cái kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống cũng như là những cái năng lực về trí tuệ cảm xúc rất cần thiết cho các con. Chính điều này khiến cho Beasteam ra đời. Chương trình Beasteam mong muốn mang tới những cái trải nghiệm tuổi thơ đích thực phù hợp với độ tuổi của các con. Thì như các bạn đã thấy trong chữ Beasteam thì chữ STEM rất là quen thuộc với mọi người. Và STEM ở STEM House khác biệt với các chương trình STEM khác ở chỗ là các bài học và Beasteam luôn gắn liền với thực tiễn và hướng các con đến sự phát triển bền vững. Chữ A là đứng đầu trong chữ Art, là muốn hướng các con đến những cái vẻ đẹp đích thực. Và khi các con có những cái cách nhìn đúng, những cái mắt nhìn thẩm mỹ thì cũng sẽ hình thành cho các con cái sự yêu thương đích thực đối với muôn người, muôn loài. Và chữ B ở đây là muốn trang bị cho các con những cái góc nhìn về nghề nghiệp, muốn hướng nghiệp cũng như là trang bị những cái kỹ năng nghề nghiệp mà phù hợp với độ tuổi các con. Và trong chương trình Beasteam thì có nhiều mã khác nhau, nhưng ở đây Hoa muốn nói về một cái mã rất đặc biệt là Một Đêm Xa Mẹ. Và sau đây là Hoa xin điểm qua những chương trình đã diễn ra vào tháng 10, 11 và 12. Hành trình dinh dưỡng tháng 10 là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của 35 bạn nhỏ nhà STEM House với rất nhiều điều trải nghiệm khi phải xa gia đình ở một nơi xa lạ. Chương trình Beasteam tháng 11 tiếp tục mang đến cho các trại sinh nhà STEM House nhiều điều thú vị với chủ đề thiên nhiên ký, đồng hành cùng hơn 60 trại sinh tham gia trải nghiệm với các hoạt động ngoài trời như tham quan sở thú và đi bộ đường dài, săn côn trùng, giúp các em kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên và rèn kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Khép lại năm 2023, chương trình Beasteam City Camp mang đến cho các bạn nhỏ một tháng đầy phép màu với chủ đề Giáng sinh diệu kỳ. Con số trại sinh đạt gần 70 em. Các em được tham gia vào việc sản xuất nước rửa chén sinh học, trang trí cây thông Noel, trình diễn thời trang, tạo ra các trang trí và quà tặng handmade, cũng như tham gia vào các trò chơi và có một đêm talent show đầy màu sắc. Điều gì ở STEM House gây ấn tượng với bạn nhất trong năm 2023? Đối với tôi, đó chính là việc STEM House đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ từ việc bắt tay xây dựng những chương trình, sản phẩm giáo dục mới đầy ý nghĩa cho học sinh, cũng như không ngại việc thử nghiệm đổi mới trong cách thức vận hành, tổ chức công tác với hy vọng không chỉ mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho người học mà còn tạo nên một môi trường làm việc không chỉ chuyên nghiệp mà còn phục vụ cởi mở. Riêng về ban chuyên môn, năm 2023 tiếp tục là một năm đầy sôi động với nhiều chương trình tập huấn do chính STEM House tổ chức cũng như có sự tham gia của các đơn vị giáo dục khác. Đơn cử, vào tháng 2, Workshop Teaching Young Learners với sự hướng dẫn của thầy Mickey Macron, giám đốc trung tâm Anh ngữ Elite, đã dẫn dắt các giáo viên từng bước hiểu được những đặc điểm tính cách của trẻ nhỏ và một số phương pháp dạy học tiên tiến. Bên cạnh đó, để đáp lại việc ngày càng được đông đảo quý phụ huynh và các học sinh tín nhiệm lựa chọn, STEM House đã và đang thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn định kỳ cho các phòng ban đội ngũ tham gia vào công tác giáo dục chung như học bù, trợ giảng ở tất cả các mảng chương trình. Nhờ vậy, các chương trình sản phẩm của STEM House luôn được truyền tải trọn vẹn đúng tinh thần đến với các em. 2023 cũng mang đến nhiều cơ hội hợp tác giữa ban chuyên môn STEM House với trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông qua các buổi workshop, giảng dạy chương trình khoa học quốc tế, cơ hội và thử thách, ngày hội việc làm dành cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và cuối cùng Train the Trainers, sự kết hợp giữa ban chuyên môn STEM House với đội ngũ các thầy cô giảng viên đến từ trường Đại học Sư phạm Hồ Chí Minh.
Ngoài ra, STEM House còn có cơ hội được giao lưu, hợp tác với các cá nhân tổ chức bên ngoài như buổi gặp gỡ với hai giáo sư đại học nghe Nhật Bản đến tham quan về tổ chức lớp học, phương pháp dạy học và mô hình giáo dục STEM. Chương trình giao lưu giữa STEM House và tổ chức Fordham với đại diện các trường nội trú ở Mỹ nhằm tìm kiếm các cơ hội học tập và dạy nghề cho học sinh STEM House. Cuối cùng chính là sự hợp tác giữa STEM House Education và phòng khám đa khoa Ngọc Minh thành phố Hồ Chí Minh cũng như làng y khoa Ngọc Minh tại Long An với mong muốn mang đến những trải nghiệm thú vị bổ ích cho học sinh của chương trình STEM. Ngoài các hoạt động giao lưu học thuật, STEM House cũng tham gia vào các chương trình thiện nguyện như là chương trình mùa xuân cho em đối với các trẻ em tại bệnh viện Ung Bướu, chương trình hướng dẫn kỹ năng sống cậu là ai, tớ là ai tại mái ấm Phúc Lâm, cũng như chương trình tặng quà Giáng sinh vô cùng ý nghĩa trong đợt IB Project vừa qua. 2023 đánh dấu cột mốc hoạt động 8 năm của STEM House với cơ sở thứ 5 là Him Lam quận 7. Cơ sở Him Lam quận 7 là cơ sở mới được xây dựng một cách an toàn, tân tiến và hiện đại, không gian học tập rộng rãi, trang thiết bị dạy học đầy đủ, tạo cơ hội cho trẻ được phát triển và sáng tạo. Không chỉ là không gian học tập sinh hoạt của các em học sinh, mà thư viện mở này còn là nơi lý tưởng để tổ chức các hoạt động của trung tâm. Nơi đây đã diễn ra rất nhiều buổi training và hội họp. Và đây cũng là nơi diễn ra buổi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 8 của STEM House, đánh dấu 8 năm hoạt động không ngừng nghỉ của tất cả các thành viên trong mái nhà chung màu xanh lá này. Một buổi sinh nhật thật ấm cúng và vui tươi của tất cả các thành viên, đánh dấu một cột mốc mới với nhiều thay đổi của công ty. STEM House luôn cố gắng mang đến những giá trị cốt lõi về mặt tinh thần cho nhân viên. Mở đầu là talk show với chủ đề kết nối nguồn lực trong bạn của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Ngọc Phương, buổi chia sẻ đã giúp các thầy cô khám phá nguồn lực bên trong của bản thân và biết cách tạo động lực cho bản thân. Kế đó là hoạt động workshop làm bánh trung thu dành cho thầy cô STEM House, thể hiện tinh thần gắn kết và sáng tạo của từng team. Bên cạnh gắn kết các thành viên về mặt tinh thần, STEM House còn chú trọng đến sức khỏe của các nhân viên thông qua buổi tập huấn bổ ích với tổ chức Wellbeing, giúp các bạn biết cách sơ cấp cứu khi cần thiết đối với những tai nạn thường gặp, vừa hỗ trợ trong công việc, vừa là một kỹ năng giúp ích cho bản thân trong cuộc sống. Giải cầu lông được tổ chức định kỳ để mang đến sức khỏe, sự dẻo dai cũng như gắn kết các thành viên trong công ty bằng một hoạt động thể thao lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Vào tháng 4 2023, STEM House đã tổ chức buổi tập huấn cho nhân viên nhằm phổ biến các thông tin mới nhất về quy chế khen thưởng, bộ quy tắc ứng xử và các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc. Hơn thế nữa, các hoạt động khen thưởng tại STEM House luôn được diễn ra thường xuyên và đều đặn nhằm khuyến khích tinh thần làm việc hăng say của nhân viên. Hoạt động khen thưởng nhân viên tư vấn tuyển sinh và nhân viên AS xuất sắc theo hàng quý. Chương trình Team Building 2023 sẽ hết muộn phiền đón làn gió mới với những trải nghiệm sinh tồn thú vị khi các đội chơi phải thực hiện các thử thách để mang về những thực phẩm tươi sống và chuẩn bị bữa ăn cho đồng đội của mình, vừa thể hiện sự gắn kết trong mỗi team, vừa mang đến những trải nghiệm như cách mà học sinh tham gia chương trình B-STEAM. Và kết thúc các hoạt động dành cho nhân viên năm 2023 tại STEM House bằng một chuyến du lịch Singapore, Malaysia dành cho 8 cá nhân xuất sắc nhất. Đây là phần thưởng khích lệ tinh thần đặc biệt dành cho các bạn nhân viên đã có nhiều cống hiến cho STEM House trong năm vừa qua. Ngoài các hoạt động dành cho nhân viên thì cũng có rất nhiều chương trình hướng đến học sinh và phụ huynh của STEM House. Hàng loạt các buổi workshop diễn ra vào các ngày kỷ niệm như 8 tháng 3, Trung thu, 20 tháng 10 giúp các con có một sân chơi thú vị và bổ ích bên cạnh những giờ học tập hăng say, áp dụng những kiến thức về khoa học trong ghế nhà trường và đời sống hàng ngày. Chúng ta cũng đã tổ chức một buổi workshop thành công với chủ đề Mục tiêu giáo dục bắt đầu từ gia đình. Tại đây, các phụ huynh đã được chia sẻ các kiến thức thú vị, khám phá vai trò quan trọng của gia đình trong việc xây dựng mục tiêu giáo dục toàn diện cho con. Năm 2023 cũng đánh dấu sự quay trở lại đường đua của STEM House với các kỳ thi học thuật được quan tâm từ phía phụ huynh, 174 huy chương của kỳ thi SAPMO 2023, trong đó có 17 huy chương vàng, 35 huy chương bạc, 78 huy chương đồng và 44 chứng nhận danh dự. Với chuẩn đầu ra tiếng Anh của chương trình IP, STEM House cũng mang về những kết quả rất tốt và các chứng chỉ tiếng Anh từ hội đồng khảo thí Cambridge với các chứng chỉ Starter, Mover, Flyer đạt điểm số 14 và 15 khi. STEM House đã cùng nhau vượt qua năm 2023 với rất nhiều những thử thách và trải nghiệm. Giờ đây, chúng ta đã sẵn sàng để bước đến những chân trời mới, reaching for new horizons.